choáng với khối tài sản khủng của Lương Thế Thành, Thúy Diễm sau khi kết hôn. Cuộc sống viên mãn của Lương Thế Thành, Thúy Diễm sau kết hôn khiến nhiều người ganh tị. Kể từ sau đám cưới cổ tích của Lương Thế Thành và Thúy Diễm vào tháng 4 vừa qua, cặp đôi ngày càng nhận được sự yêu mến và ủng hộ của người hâm mộ. Đây được xem là động lực để hai vợ chồng diễn viên ý thức việc hoàn thiện bản thân hơn trong nghệ thuật, cũng như vun vén hạnh phúc cho mái ấm nhỏ thật trọn vẹn. Dù mới kết hôn, nhưng bất cứ ai cũng phải ganh tị với cuộc sống đầy đủ viên mãn của cặp đôi. Sau một tháng kết hôn, cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt cùng nhau mua xe hơi mới. Đây là tài sản lớn thứ hai của vợ chồng Lương Thế Thành sau căn hộ cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là chiếc xế hộp BMW trị giá 3 tỷ đồng. Cặp đôi chọn màu trắng vì màu này toát lên vẻ thanh lịch, trẻ trung và cũng là màu vợ chồng Lương Thế Thành yêu thích. Lương Thế Thành từng chia sẻ, trong nhà vợ là tay hòm chìa khóa. Ngay từ khi mới yêu nhau, anh đã đưa tiền cho Thúy Diễm giữ. Anh tin tưởng vợ vì cô là người đảm đang, biết tính toán và chi tiêu hợp lý. Tuy nhiên, trước khi làm việc hay mua sắm gì thì đều bàn bạc kỹ với chồng. Mới đây, trên trang cá nhân của Thúy Diễm còn khoe hai người đã có nhà mới. Đó là một căn hộ cao cấp tại một khu chung cư sang chảnh quận 7. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Thúy Diễm cũng chia sẻ, sau khi ổn định nhà cửa, cặp đôi sẽ tính đến chuyện có con. Đó là khu căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi. Sau đám cưới, Lương Thế Thành, Thúy Diễm cũng trở lại với hàng loạt dự án điện ảnh. Chính vì thế, cặp đôi luôn tranh thủ khi rảnh rỗi để ở bên nhau. Cả hai thường xuyên tranh thủ những dịp công tác nước ngoài, kết hợp với du lịch và mua sắm. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá sang chảnh khi đi du lịch và xuất ngoại. Và không quên khoe chiến tích mua sắm khủng như thế này. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức cũng khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự hoành tráng xa hoa. Đặc biệt, cặp đôi chi gần 500 triệu cho hai chiếc váy cưới lộng lẫy mà Thúy Diễm đã mặc trong đám cưới. Choáng với khối bất động sản tiền tỷ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Song Hye Kyo mới đây đã mua nhà 9 tỷ won, đánh bại Ji Ji Hoon, leo lên vị trí dẫn đầu danh sách sao nữ có nhiều bất động sản. Anh chàng Song Joong Ki cũng không kém cạnh. Song Hye Kyo, nữ hoàng bất động sản mới của làng giải trí Hàn Quốc, hoạt động nghệ thuật từ năm 1996. Đến nay, tên tuổi của Song Hye Kyo đã ghi được dấu ấn rất sâu đậm trong lòng người hâm mộ châu Á. Trong hành trình 20 năm diễn xuất, ngoài vô số thành công về mặt chuyên môn, người đẹp sinh năm 1981 này cũng sở hữu một khối tài sản kếch xù đáng ngưỡng mộ. Trong đó không thể không kể đến cơ ngơi bất động sản của cô. Gần đây, diễn viên 35 tuổi tậu cho mình một biệt thự trị giá 9 tỷ won, tương đương 200 tỷ Việt Nam, thuộc khu chung cư đắt giá, khu phố dành cho các đại gia và chính trị gia tại Hàn Quốc. Biệt thự này có diện tích gần 600m², gồm một tầng hầm và hai tầng nổi. Trước khi Song Hye Kyo mua lại, đây cũng là nhà của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Tiến Tâm tại Hàn. Hiện tại, nữ diễn viên đang sinh hoạt chủ yếu trong một biệt thự khác, có giá trị 8,5 tỷ won, cũng thuộc chung cư Hun Ti. Đây là căn biệt thự 2 tầng có diện tích hơn 400m², được Song Hye Kyo mua lại từ vợ diễn viên Cha Ji-po, Sun Era, vào tháng 10/2014. Ngoài ra, cô còn sở hữu khối bất động sản khác, bao gồm một căn chung cư và một villa cao cấp lên tới 3 tỷ won tại quận Gangnam. Với 3 khối bất động sản có tổng giá trị 20,5 tỷ won, diễn viên hậu duệ mặt trời leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng các sao nữ sở hữu bất động sản cực khủng tại Hàn Quốc. Một bản tin Hàn Quốc mới đây với đề mục Song Hye Kyo mua nhà 9 tỷ đánh bại Jae Ji Hoon leo lên vị trí dẫn đầu về giá trị bất động sản đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Không những thế, để tận hưởng kỳ nghỉ và phục vụ cho các chuyến đi công tác, lưu diễn ở Mỹ, bác sĩ Kang đã mạnh tay tậu căn hộ gần New York. Đây được mệnh danh là miền đất hứa và trung tâm nghệ thuật của thành phố New York. Căn hộ cao cấp thuộc chung cư 50 tầng tại Mỹ của Song Hye Kyo. Khu vườn xinh xắn tại ngôi biệt thự Song Hye Kyo đang sinh sống và những khoảnh khắc đáng yêu bên hai người bạn, Saran và Bun Hong, được cô chia sẻ trên Instagram. Song Joong Ki, chàng trai trong mơ với khối tài sản khổng lồ. Cũng giống như đàn chị, nam tài tử Song Joong Ki khá kín tiếng về chuyện đời tư. Sau khi thành công với vai diễn Đại Úy Du, thông tin về đời tư, trong đó có tài sản của anh xuất hiện với mức độ dày đặc trên các mặt báo. Tờ báo Nhật đã đăng tải bức ảnh được cho là ngôi biệt thự Mỹ Nam hậu duệ mặt trời cùng gia đình đang sinh sống. Căn biệt thự này tọa lạc tại thủ đô Seoul, diện tích khoảng 226m² và có giá bán lên tới 2,5 tỷ won. Ngoài thiết kế xa hoa và nội thất sang trọng,
căn biệt thự còn có hàng rào an ninh chặt chẽ, luôn có nhân viên bảo vệ trực 24/24 để đảm bảo yếu tố an toàn cũng như đời tư của nghệ sĩ. Rất nhiều các nghệ sĩ tên tuổi như Go Hyeon, vợ chồng Won Bin, Lee Na Yeon, Kim Jong Un cũng lựa chọn khu vực này. Hiện tại, bố mẹ nam tài tử đang sinh sống tại quê nhà Dion. Sau hiệu ứng của siêu bão Hậu Duệ Mặt Trời, căn nhà nơi đạo ý Dion sinh ra và lớn lên cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ. Lượng khách du lịch, trong đó chủ yếu là fan hâm mộ đến mảnh đất Dion để tận mắt một sở thị khuôn viên của ngôi nhà tăng cao đột ngột. Dòng người kéo đến đây ngày càng nhiều đến mức bố Song Song Ki quyết định mở cửa tự do để đón chào khách du lịch và fan hâm mộ của con trai. Hoạt động nghệ thuật từ khá lâu, nhưng đến thời điểm Hậu Duệ Mặt Trời được công chiếu, Song Joong Ki mới thực sự góp mặt trong hàng ngũ top sao hàng S, đặc biệt của làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung, cùng với đàn chị Song Hye Kyo. Hiện tại, nam tài tử đã lên ngôi, ông hoàng quảng cáo mới và kiếm được nguồn thu nhập khủng từ các hợp đồng quảng cáo trong và ngoài nước. Chắc chắn gia tài và cát xê của nam diễn viên sẽ còn tăng đáng kể trong thời gian tới. Nhìn loạt ảnh này mới thấy Song Joong Ki đối xử với Song Hye Kyo khác với các bạn diễn viên nữ khác như thế nào. Nhìn cách đối xử của Song Joong Ki với Song Hye Kyo đặc biệt như thế này, thảo nào khán giả mới nghi ngờ cả hai đang yêu nhau. Mới đây, tin tức về việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 10 tới đây đã khiến làng giải trí chấn động. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và háo hức, mong chờ đến lễ cưới thế kỷ của cặp đôi. Trước đó, tin đồn Song Joong Ki và Song Hye Kyo đang yêu nhau đã được đồn thổi từ lâu. Thậm chí mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi song song lại khiến người hâm mộ phải bấn loạn vì loạt hành động thân mật mà cả hai dành cho nhau. Không chỉ thế, các fan còn nhanh chóng phát hiện ra cách cư xử của Song Joong Ki dành cho Song Hye Kyo khác hẳn với các sao nữ khác. Là một ngôi sao nổi tiếng nên Song Joong Ki thường xuyên có cơ hội gặp và làm việc với nhiều nghệ sĩ nữ. Với đồng nghiệp khác giới, nam diễn viên đều cư xử rất lịch thiệp với họ. Song Joong Ki thường giúp các sao nữ thuận tiện di chuyển lên xuống bậc thang khi mặc váy bằng cách giữ tay họ để tránh vấp ngã mất thăng bằng. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng Song Joong Ki đã ghi điểm trong mắt khán giả. Bàn tay lịch thiệp của Song Joong Ki để vào khuỷu tay của Trương Tử Di để tránh làm nữ diễn viên không cảm thấy thoải mái với sự đụng chạm này. Có thể thấy nam tài tử điển trai luôn giữ một khoảng cách nhất định với các sao nữ. Bàn tay của Song Joong Ki luôn để ở vị trí an toàn không gây hiểu lầm. Các fan đã nhanh chóng phát hiện ra, đối với Song Hye Kyo, Song Joong Ki lại cư xử khác hẳn. Ngay cả với đàn chị Kim Hee Sun, anh chàng cũng không hề khoát tay thân mật như với Song Hye Kyo. Nam diễn viên giúp Kim Hee Sun có thể di chuyển lên xuống trên dưới bậc thang để tránh vấp ngã cũng chỉ nắm ở phần cánh tay. Nhưng với Song Hye Kyo, Song Joong Ki không ngần ngại nắm chặt bàn tay của nữ diễn viên. So với các sao nữ khác thì Song Hye Kyo lại được Song Joong Ki đối xử đặc biệt như thế này. Không chỉ thế, anh chàng còn luôn giữ tay Song Hye Kyo dù cho cô đã khoát tay mình. Song Joong Ki cẩn thận giữ chặt tay Song Hye Kyo khi bước đi. Nếu Song Joong Ki chỉ giữ tay các bạn nữ diễn viên khác ở vùng an toàn để họ có thể di chuyển thuận lợi tránh vấp ngã khi lên xuống bậc thang, thì với Song Hye Kyo, anh chàng lại có hành động bảo vệ đặc biệt hơn. Thay vì giữ tay, Song Joong Ki vừa quàng tay vừa đi đằng sau để đỡ Song Hye Kyo như thế này. Các bạn diễn nữ của Song Joong Ki trước đây cũng được đối xử khác hẳn so với Song Hye Kyo. Song Joong Ki và Park Bo Young từng hợp tác với nhau trong bộ phim. Có thể thấy anh chàng ngồi cách đồng nghiệp nữ của mình không tỏ ra thân thiết mấy. Ngay cả khi nữ diễn viên tự mở chai nước, Song Joong Ki cũng không quan tâm quay sang giúp đỡ. Thế mà anh chàng lại tự mở nước rót cho Song Hye Kyo như thế này. Hay khi nữ diễn viên Mu Chao Yeon cùng đóng phim Nai Gai, Song Joong Ki liền quay đi ngay lập tức, anh chàng luôn giữ một khoảng cách nào đấy với bạn diễn nữ. Có thể nói đối với Song Hye Kyo, nam diễn viên lại luôn có một ngoại lệ. Trong buổi fan meeting của Song Joong Ki, anh chàng đã khiến các fan phải bấn loạn khi chủ động dựa đầu thân mật lên vai Song Hye Kyo. Khi Song Joong Ki được hỏi giữa Moon Jae-won và Park Si-yeon nếu được cưới ai ngoài đời thật để cưới thì sẽ chọn ai, nam diễn viên cũng nhanh chóng trả lời chọn một người khác chứ không phải bạn diễn trong phim. Cùng một loạt câu hỏi, nhưng lần này là hai nhân vật của Song Hye Kyo và Kim Ji-won, Song Joong Ki lại đưa ra đáp án là sẽ chọn nhân vật của Song Hye Kyo chứ không phải một ai khác. Có thể thấy anh chàng luôn chủ động thu hẹp lại khoảng cách với Song Hye Kyo. Mỗi khi ngồi cạnh là Song Joong Ki lại chủ động kéo ghế ngồi xích lại gần. Các fan tinh mắt đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Cũng chính vì những hành động như thế này
mà nhiều người đã đặt ra mối nghi vấn về mối quan hệ của hai người. Hơn nữa, khi bị đồn là phim giả tình thật, cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki chưa từng một lần lên tiếng phủ nhận, nên càng khiến mọi người khẳng định cả hai đang yêu nhau.